Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Trên mạng xã hội, những câu chuyện về việc một đại gia tặng vợ ngôi nhà, xe hơi tiền tỷ chẳng hiếm. Một khi kiếm ra tiền, các đức ông chồng yêu vợ chẳng tiếc tay đem đến cho vợ niềm vui từ các món quà có giá trị cao. Thế nhưng mới đây, một ông chồng khác vẫn khiến người ta phải ngả mũ vì món quà vô cùng đắt giá, hiếm có dành tặng cho sinh nhật vợ. Sau đây, mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Ông chồng hot mạng xã hội hôm nay tặng vợ siêu xe 50 tỷ thuộc hàng mới nhất trên thế giới. Theo đó, chủ nhân món quà này là doanh nhân Hoàng Kim Khánh, anh đã dành cả một năm để chuẩn bị mua món quà tặng sinh nhật cho bà xã là doanh nhân Phan Thị Mai. Câu chuyện này được chia sẻ trên nhiều fanpage. Theo giới thạo xe, món quà đó là siêu xe hàng hiếm McLaren Senna MSO, được biết món quà có giá không dưới 50 tỷ. Cha cá nhân của đại gia Hoàng Kim Khánh đã đăng tải đoạn video về siêu xe hàng hiếm McLaren Senna MSO. Đoạn video quay cảnh chiếc Senna MSO đang được đưa lên container. Theo thông tin được đăng tải trên website của đại lý Al Al Class Motors ở Dubai, chiếc McLaren Senna được giới thiệu là chưa từng lăn bánh. Bởi vậy, món quà ở Việt Nam thuộc hàng mới nhất trên thế giới và doanh nhân Phan Thị Mai sẽ là người đầu tiên lăn bánh chiếc xe này tại Việt Nam. Trên trang cá nhân, anh dành lời ngọt ngào dành tặng người vợ bao năm gắn bó. Tặng vợ yêu món quà, mong được ước thấy đúng sở thích của vợ yêu nhà. Chiếc siêu xe McLaren Senna mang biển số Maliza, tên của người phụ nữ mà anh yêu. Vợ ơi, với mọi người màu sắc độc đáo là sự độc lạ và phá cách tạo nên sự khác biệt, tăng thêm vẻ đẹp và giá trị của chiếc siêu xe. Đối với anh, em chính là mảnh ghép không thể thiếu, là người phụ nữ đẹp nhất và là người vợ tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Anh mong rằng gia đình chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc, mãi mãi đồng hành cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn trong cuộc sống. Kèm theo đó chính là đoạn clip anh dẫn vợ vào căn phòng, được trang trí đủ hoa, quà, rượu vang và tặng vợ. Nhìn nét mặt vui mừng của chị Mai, ai cũng hiểu rằng chị hạnh phúc thế nào với món quà chồng cất công chuẩn bị, dành tặng cho mình. Mẫu ô tô thể thao McLaren Senna có thiết kế đặc trưng với kiểu mở cửa cánh chim, cánh lướt gió phía trước sau, nắp capo của xe tạo bởi sợi vân carbon. Ngoài ra, bên ngoài xe được trang bị bộ mâm 5 chấu kép kết hợp cùng với cùm phanh màu vàng, dạng gốm, hoạt động ở hiệu suất cao. McLaren Senna sử dụng khối động cơ xăng V8 4.0 lít, tăng áp kép tương tự trên người anh em 720S, nhưng được tinh chỉnh lại, giúp xe có công suất tối đa đến 789 mã lực và 800 Nm, mô men xoắn cực đại. Đại gia Hoàng Kim Khánh vốn nổi tiếng trong giới chơi xe Việt khi sở hữu bộ sưu tập siêu xe, gồm nhiều mẫu xe nổi tiếng siêu đắt như là Lamborghini Huracan LP6104, Lamborghini Aventador S và Aston Martin Vantage V8 giữa phần bình luận ai cũng suýt xoa chúc mừng cho hạnh phúc của cặp vợ chồng nhiều người cho rằng có ông chồng giàu nhưng dám bỏ ra một con số lớn như vậy tặng vợ thì chẳng phải ai cũng dám cho dù anh chồng đó có là đại gia giàu có thế nào thế mới nói tình yêu của cặp đôi này phải nóng bỏng và sâu đậm lắm nên mới có chuyện mạnh tay chi tiền mua quà mà chẳng chút lăn tăn như vậy đàn ông chi tiền cho phụ nữ chưa chắc đã yêu nhưng chi số tiền cực khủng thì chắc chắn phải yêu thực lòng mới làm được như thế những món quà vừa mang ý nghĩa vật chất vừa mang ý nghĩa tinh thần như vậy là điều có lẽ phụ nữ nào cũng ao ước. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV, các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.